mình, hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi series bán quán thay đổi món ăn thì mỗi tuần nha. Thì tuần này á, em có suy nghĩ được hai món nè, vừa ngon vừa hấp dẫn luôn. Để em nói cho thử coi chị Thảo Gia Tiên nè, coi chiều nay mình bán món này được không nha. Món gì chị Phương, chị nói lẹ đi. Đó chính là món panna cotta nè, với đậu hũ Singapore á. Món này ngon không thì chị Phương? Chị thấy hai món đó được lắm Phương. Chị lại hồi đó giờ quán mình chưa có bán nè, mình làm món đó đi. Dạ, vậy là mấy chị em mình á, sẽ chốt món này để chiều nay á, mình bán nha các bạn. Giờ chị quá trời luôn rồi kìa, mấy chị em mình á đi mua nguyên liệu lẹ đi, chứ không trời mưa á. Trời ơi, trời mất mưa bây giờ. Later. Mấy chị em mình á đi mua nguyên liệu với là chuẩn bị dụng cụ làm món panna cotta nè, đậu hũ Singapore chiều nay bán nha các bạn. Bây giờ mình đi xuống quán mình làm đi chị Thảo Giá Tiên ơi. Trời dạ. Lẹ nè. Đó, để nguyên liệu xuống bàn đi chị Thảo, lấy mấy này ra nè. Rồi, cái bột của mình á là để mình làm panna cotta nè các bạn, gồm có một hộp sữa tươi nè, rất là bự luôn á nha. Còn cái này á là whipping cream nè các bạn. Rồi, cái này panna cotta thì mình có hai đồ trang nha, một á là chanh dây nè, hai là mứt dâu nè các bạn. Còn cái này á là gelatin nè nha, miếng. Cái này bột đậu hũ hả chị Phương? Để làm đậu hũ Singapore. Này sữa đặc. Sữa đặc với sữa tươi á, để mình làm nước chan với đậu hũ Singapore này nha. Lá dứa thì mình để vô ăn cho nó thơm. Rồi vậy cái này dùm chị đi. Dạ. Ok. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nè các bạn. Bước đầu tiên á thì mình sẽ ngâm gelatin vào trong nước. Sau đó thì mình sẽ làm panna cotta nha các bạn. Đó, chị đưa giùm em cái tô đi chị Hảo. Lấy gelatin ra để ngâm nè. Á Tiên, Phương Truyền giùm chị ra nước đi. Chị để chị ngâm gelatin nè. Chị Phương. Lá dứa này mình làm gì Phương? Lá dứa này á mình làm đậu hũ Singapore, chị cắt ra rồi xay ra em đi. Gelatin này á thì mình sẽ ngâm bằng nước lạnh nha, mình ngâm khoảng 10 phút là được. Trong thời gian á ngâm gelatin thì bây giờ mình sẽ nấu sữa nha các bạn. Để bắt bếp cho chị Phương. Ok. Ui da. Rồi đổ sữa vô nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ hết sữa vô luôn nha các bạn. Rồi xong, sữa này á thì mình nấu khoảng 70 độ là được nha các bạn. Bật bếp lên bên tiên. Dạ. Rồi xong, để nước vô. Sữa của mình đã đủ 70 độ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để gelatin vào nha. Ôi Phương ơi, vậy chị xay lá dứa xong rồi nè. Dạ, đợi em chút xíu. Đó, quậy đều tay lên. Thơm quá chị Phương ơi. Vậy là gelatin của mình đã tan hết nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để vô 500ml whipping cream nha. Xong rồi đó, chị Thảo ơi, có gì á lượt lá dưới giùm em luôn nha. Mấy gì chị Phương? Thôi, mấy điều tay lên nè. Thơm tiền. Nấu vậy được chưa chị Phương? Nấu vậy được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, đợi cho nó nguội. Sau đó mình sẽ đổ vô khuôn nha. Trong lúc đợi cho nó nguội á, thì mình chuyển sang nấu bột đậu hũ nha các bạn. Rồi để bột đi Phương. Dạ. Dây nước chờ. Đó bột nè, bột pha sẵn luôn nha. Rồi bỏ vô đi 2 lít nước nha các bạn. Quậy đều lên không mấy bị ốc trâu đó. Quậy đều lên chị Thảo. Để rồi. Sau đó thì mình sẽ cho nước lá dứa vô luôn nha các bạn. Rồi chị cho vô đi để em khuấy đều lên cho. Rồi đó. Vậy là đậu hũ Singapore á các bạn, mình cũng đã quậy đều rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ sắp khuôn ra để đổ panna cotta nha. Rồi sắp khuôn ra rồi Phương. Dạ. Đó, sắp tiếp với chị đi tiên. Dạ. Rồi, vậy là mình đã sắp khuôn xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ panna cotta vào nha các bạn.
À, mình gót cái cây như thế này nè, cho nó dễ đổ nha. Mình đổ vô xong rồi mình bỏ tủ lạnh thôi chú Phương. Không có, mình để đây cho nó nguội. Sau đó mình mới để vô tủ lạnh khoảng 4 tiếng đồng hồ nha các bạn. Sau đó mình sẽ lấy ra nè, rồi chan nước chan lên, rồi bán cho khách. Trong lúc đợi cho cái này nguội, mấy chị em mình sẽ nấu đậu hũ Singapore này nha. Sau đó thì mình đổ ra khuôn, để vô tủ lạnh giống như vậy luôn. Rồi chú Phương, bật bếp lên. Mình nấu này lâu không chị Phương? Nấu cái này cũng như panna cotta vậy đó, không có lâu lắm đâu, chút xíu nữa là xong à. Dạ. Em thấy panna cotta cũng nguội nè, đem bưng lên chở bỏ vô tủ lạnh cho. À, mày ra đi. Á Tiên nè, sắp khuôn tiếp chị Thảo đi. Dạ, em sắp tiếp cho chị Thảo. Ừ. Chị sắp khuôn xong rồi đẹp không? Dạ, em có nấu đậu hũ Singapore xong luôn rồi nè. Bây giờ mấy chị em mình đổ vô khuôn đi, mình để vô tủ lạnh luôn. À. Đậu hũ Singapore với banana cotta mình để vô tủ lạnh á, bây giờ nó đông lại á, lạnh ngắt luôn rồi nè. Chị Thảo ơi, chị để nước đá vô hộp kín giùm em đi. Em để đậu hũ với banana cotta vô. Rồi. Nhiều đây được rồi đó chị Thảo ơi. Bây giờ mấy chị em mình á chắc đậu hũ với banana cotta vô nè. Hôm nay mấy chị em mình đến với này các bạn rất là nhàn đầy khỏe luôn á. Mình nào khách đến á chỉ cần để dâu chân dây mình nước cốt dừa vô là xong rồi đó, đem ra cho khách được rồi đó các bạn. Rồi chuẩn bị đầy đủ hết nha mấy chị. Ok đó, mình vừa nhắc là hiền tới luôn kìa các bạn ơi. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Cái này chị bán bao nhiêu tiền một hộp vậy? Trời ơi, này rẻ lắm, có 5.000 rồi cưng ơi. Rồi mấy đứa ăn gì nè? À, dạ chị lấy cho em một phần banana cotta chị dâu đi. Rồi ok, rồi kìa. Okay. Em đậu hũ Singapore. Rồi cưng. Em uống một phần Singapore. Rồi. Em rồi ok, các bạn ngồi đi. Đợi chút xíu rồi ra liền. Hai đậu hũ Singapore nè. Banana cotta, vị chanh dây, vị dâu. Rồi ok. Bưng các bạn thực hiện đi tiên. Hôm nay chị sang bán món tráng miệng nè, là banana cotta với đậu hũ Singapore. Mấy đứa ăn nào? Mấy ngàn một hũ vậy chị Phương? Trời cái này rẻ lắm, cái 5.000 hũ à. Đây em hai hũ đậu hũ Singapore. Rồi ok. Em cũng vậy luôn. Rồi, hai em hai hũ banana cotta. Ok. Em hai hũ banana cotta chanh dây.
Rồi ok, dâu đúng không? Còn Quân chị gì nè? Chanh chay. Ok, các bạn ngồi đi, để chút xíu là có liền à. Rồi, dễ nè Phương. Dạ. Mình sẽ làm 2 phần dâu, 4 phần chanh chay cho bạn của Quân nha các bạn. Nữa. Rồi đây, banana cotta của Cưng tới nè bé. Rồi, bà hủ này là của ai nữa nè? À, bà hủ này Cưng. Wow, bà hủ Singapore ngon quá nè, núng na núng nín rồi nè. Thử coi. Chanh chay của tao cũng ngon nè, không thua kém gì mày đâu nha. Của chị á, hôm mình đã dứa nè, rồi béo ngon nè, của em ngon tí. Dạ ngon, còn thơm mùi dâu nữa. Wow, mấy chú béo này bị đứng trong phòng kính vậy? À, cái đây là đậu hũ Singapore nè. Còn cái bờ trắng này là cái gì vậy chị Phương? Cái này á, là chị bán á, món tráng miệng Cưng. Cái này là banana cotta nè. Dạ bây giờ cho em 2 hũ đi. 2 hũ nào Cưng? Dạ, hũ này với hũ này. Rồi ok, còn My? Em 4 hũ này. Rồi, cưng nè. Ok, nhưng mà cưng là vị gì nè Phát? Banana cotta vị chanh dây hay là vị dâu? Dạ, vị chanh dây đi. Rồi cưng. Em dâu. Ok, các bạn ngồi đi, để chút xíu là có liền. Dạ. Các bạn ngồi đi nè. Rồi, xong rồi đó. Bưng ra bàn của Phát nhà Tiên. Dạ. Rồi, đây là phòng của Phát nè. Wow, hấp dẫn quá à. Mà chị Phương ơi, này nhiêu tiền vậy? Ôi, cái này á, một hũ 5 ngàn à. Nói ghê à Cưng ơi. Dạ, bây giờ em trả tiền luôn nè. Em trả luôn chị. Rồi, ok, chị cảm ơn. Rồi, ôi, được rồi Cưng ơi, này 24 phần là đủ rồi. Rồi, ăn nè. Wow, hấp dẫn quá à. Vị chanh dây nè. Ăn biết rồi. Chanh dây chua chua ngọt ngọt, tụi hủ béo hả? Quá lạ. Trời ơi, ăn một hủ tải chút trời. Mấy đứa, ăn thêm không mấy đứa? Chị Phương ơi, lấy cho em một hủ tàu hủ Singapore. Rồi lấy cho em một hủ banana cotta vị chanh dây. Cho em một hủ tàu hủ Singapore. Em banana cotta vị dâu. Rồi ok. Rồi 500 giây đó, qua hủ dâu coi. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Siêu ngon luôn. Chua chua ngọt ngọt nữa. Còn bây giờ thì bye bye.